nhau. Dù một lần trên đôi môi cả đời này chẳng thể nói, dù vạn người trên nhân gian này. Trân Trân ơi, mau mau về nhà con tí. Trở ra đi nữa. Thứ hai, Hiển nhập ma túy. Thằng thứ ba lăn nhăn khó khăn, tất cả đều y hệt, toàn là một lũ khốn nạn. Tàn một rồi mới khóc nhạt, từng chút yêu thương nơi mẹ. Mấy người làm cái quái gì vậy hả? Nếu mày có khai, tao giết chết mày đó. Nếu mình chết thành thì cũng không cần phải bận tâm nữa. Dù sao thì thân phận của nó cũng bị lộ nảy rồi. Có khi còn giúp chúng ta cắt được manh mối điều tra của bọn ngươi. Tôi muốn thấy con làm điều tội lỗi này nữa. Nếu như mẹ muốn chết chết, cả con và mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ biết không? Đi theo con. Đuổi theo. Phải nghĩ cách cứu thằng trụ càng sớm càng tốt. Mẹ thằng con ra sẽ nhìn lên. Mẹ không muốn thấy con làm chuyện tội lỗi này nữa. Không muốn thấy con làm điều tội lỗi này nữa. Nếu như mẹ còn chần chừ, cả con và mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ biết không? Đi theo con. Sao mẹ cậu lại có mặt ở đó? Cái bà bạn của mẹ đâu rồi? Bà đi công chuyện với thằng Trí rồi. Bà có gửi tiền cho tôi không? Có. Nhưng mà con ăn miếng cháo đi đã. Miếng cháo hả? Để mẹ vô trong lấy cho con nha. Đi cai nghiện đi con. Không. Con còn trẻ, còn có nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời. Con phải từ bỏ thứ độc hại đó đi, vì cuộc sống của con và con trai con nữa. Thằng bé nó bệnh nhiều, nó cần được quan tâm che chở. Tội nghiệp cho nó lắm. Mẹ tôi đâu? Mẹ đang nằm trên phòng á. Anh ăn cơm luôn đi. Anh hai, ăn cơm luôn đi anh. Thank you.
để em lên gọi mẹ. Mẹ ơi xuống ăn cơm mẹ ơi. Mẹ ơi. Gì vậy? Em gọi mẹ xuống ăn cơm mà không thấy trả lời. Thì lấy chìa khóa mà mở. Có gì em không biết? Dạ. Sao mẹ khóc vậy mẹ? Mẹ đang khóc kìa anh. Cô ra ngoài đi. Mẹ không ăn cơm sao được? Mẹ không thiết sống nữa. Mẹ không thể nào chịu đựng được nỗi đau khi thấy con xa lì vào việc làm tội lỗi đó. Mẹ đã từng ngồi tù nên mẹ không muốn con bước vào cái song sắt đó nữa. Mẹ không cần thiết con phải làm nhiều tiền đâu. Mẹ chỉ muốn mấy mẹ con mình dù nghèo khổ miễn vui vẻ bên nhau là được rồi. Con có thể kinh doanh quán bar, không cần làm thêm những cái chuyện xấu xa đó nữa. Trường ạ, hứa với mẹ cũng phải dừng lại. Dừng lại ngay khi còn có thể. Mẹ xin con đó. Mẹ chỉ muốn bình yên đến với các con của mẹ mà thôi. Con sẽ suy nghĩ lại. Con phải từ bỏ, vì đó là việc làm tội lỗi. Công an người ta sẽ truy bắt đó. Vậy thì tốt quá. Như vậy thì mẹ yên tâm rồi. Cô đợi tụi tôi ăn gần xong mới lên món này là sao? Món này tôi nấu riêng cho anh Trường ăn mà. Anh coi, coi nhỏ thiên vị ghê á. Nấu canh nhà riêng cho anh là sao? Có đâu, tại vì hôm trước nghe mẹ nói là anh Trường thích ăn món này, cho nên hôm nay mới nấu thử cho anh ăn thôi. Vậy hả? Cảm ơn cô nha. Ô sinh trong nhà này á, phải phục vụ đồng đều hết tất cả mọi người trong nhà, chứ không được thiên vị người trả tiền cho mình. Nhớ chưa? Đúng đó. Trọng bên kia mà khinh bên này nha, là cũng bị đuổi việc như thường đó. Thì tôi cũng nấu canh cho mọi người ăn mà, đâu phải là không nấu đâu. Phải rồi, anh tụi con á, ăn uống thất thường, cộng thêm làm việc nhiều nên mất sức, cho nên phải tẩm bổ. Trần Trần á, chăm chút việc ăn uống của anh con là đúng rồi. Trời, đến mẹ con thiên vị nữa. Tuổi thân mình quá. Mẹ thương điều hết á, vì các con á đều là những đứa con yêu quý của mẹ mà.
Chào cả nhà. Có gì vui mà bà hớn hở vậy? Mẹ, ngồi ăn luôn đi con. Dạ thì ba mẹ của Bảo Ngọc nói là sẽ suy nghĩ lại, bớt khắc khe với em hơn. Nữa, suốt ngày chỉ một đề tài, Bảo Ngọc. Mày làm như trên đời có mỗi Bảo Ngọc không bằng. Bà không thấy hả? Nói cái tên thôi là đã thấy quý báo rồi, phải không mẹ? Ghê. Mẹ tính vậy, gia đình của chúng ta đi dã ngoại một bữa. Được á mẹ, để con dẫn Bảo Ngọc theo. Nữa, lại Bảo Ngọc. Mẹ, không ấy mình đi biển chơi đi mẹ. Bảo Ngọc thích đi biển lắm. Nữa, mẹ cũng thích đi biển lắm. Bây giờ chốt lại, gia đình của chúng ta sẽ đi biển chơi một bữa. Yeah, cảm ơn mẹ, mình đi biển. Con sẽ rủ Bảo Ngọc đi gia đình mình cho vui. Làm cái gì đây? Mấy bữa trước đi chợ á, mẹ thấy người ta bán mấy cái khăn có sẵn hình thiêu đẹp quá. Mẹ mua về thêu tặng cho mấy anh con, được không? Ồ, đẹp quá hả? Con thấy không? Người ta vẽ sẵn hình rồi. Bây giờ mình chỉ cần lấy chỉ màu thêu theo là được rồi. Nè, con giúp mẹ một tay nha. Dạ. Nhưng mà mẹ phải chỉ con từ từ đó. Trước tiên á là con xỏ chỉ giùm mẹ đi. Con biết không, hồi trước ở trong trại á, mẹ cũng đã từng làm qua việc này rồi. Lúc đầu á thấy cũng khó lắm, nhưng sau dần dần á nó dễ lắm. Tại sao mẹ lại chọn hình ảnh con chim bồ câu? Hình ảnh của chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình. Mẹ muốn nhắc nhở mấy anh con phải yêu thương nhau và hướng tới việc làm lương thiện, sống hòa bình với mọi người. Xong rồi mẹ. Nè, của con xong rồi đó. Bây giờ con làm theo mẹ nha. Nè. Đó. Ủa, anh tính đi qua đêm hay sao mà phải xin phép? Ừ? Không được đâu, ba mẹ em không cho đi qua đêm đâu. Nhưng mà đi chung với cả nhà anh mà, có gì đâu mà sợ. Hả? Cả nhà anh cùng đi. Ừ? Mẹ anh á, muốn lâu lâu gia đình đi chơi cùng nhau. Mẹ anh luôn thích cả nhà quay quần vui vẻ như vậy. Nhưng ngại lắm. Có cái gì đâu mà ngại. Với lại mẹ và các anh của anh á cũng đã biết anh với em quay lại với nhau rồi mà. Hơn nữa, trước sau gì em cũng là người nhà của anh mà. Đây là dịp để em làm quen với lại mọi người đó. Em sẽ thấy mấy ông anh của anh á coi vậy chứ mà thật sự mấy ông vui vẻ hòa đồng với mọi người dữ lắm. Em sợ ba mẹ em không cho đi nếu như biết đi cùng gia đình anh. Nếu mà em không đi được á thì tiếc quá. Ra biển anh sẽ rất nhớ em luôn á. Thôi, để em nói với ba mẹ làm đi chơi với nhóm bạn lớp dược. Vậy em nhớ lựa lời, khéo khéo với ba mẹ nghe. Mai anh sẽ đến đón em. Ừ, dạ. Thôi, bye anh. Chưa? Dạ rồi. À, khỏe hẳn rồi ha. Dạ. Nhưng mà nhớ về nhà là không có được chạy nhảy cử động mạnh nha con. Dạ. Ngày hôm nay con của chị được xuất viện rồi đó. Cảm ơn em.
Con lên khoa nha mẹ. Ừ. Chú đi nha con. Dạ. Chào em. Con, con giữ lấy chỗ này để mua thức ăn bồi bổ cho cháu nha. Cô tốt với nhà con quá. Đã cho thằng bé mổ miễn phí rồi, bây giờ còn cho tiền nữa. Thiệt sự là con không dám lấy. Nè, cầm lấy đi con. Không có việc gì phải ngại hết. Cô và mẹ chồng của con là chị em bạn thâm tình với nhau. Cô coi con như là con cháu trong nhà vậy đó. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Ừ. Ngoan, mẹ thương nha. Chị nghe nè. Chị sao rồi? Chị đã về tới nhà an toàn rồi. Chị đang ở trong bệnh viện thăm cháu của em đây nè. Bữa nay nó xuất viện đó. Cứ ở nhà đi, không phải vô đây làm gì nữa cho nó mệt. Dạ. Lát nữa con dâu em á, nó đưa cháu nội về. Dạ dạ. À, sẵn đây em báo luôn cho chị một tin vui. Tin gì em? Hôm qua em đưa được thằng Phong đi cai nghiện rồi. Gì hả em? Dạ. Em là cách nào mà hay vậy? Thì cái cách mà chị chỉ cho em đó. Vậy thì yên tâm rồi. Hy vọng nó sẽ chịu thay đổi để về làm ăn mà nuôi con. Chị cũng hy vọng vậy. Nè, mọi kinh phí á, em cứ để chị lo cho. Em cảm ơn chị nhiều lắm nha chị. Em mang ơn chị lắm. Ơn nghĩa cái gì không biết nữa. Chị đã nói với em rồi, nhà chị con cái nó có điều kiện thì chị phải tiếp em chứ. Chị em mình là bạn bè thân thiết với nhau mà. À nè, để rảnh rỗi á, chị ghé chị thăm em, rồi hai chị em mình á kéo nhau đi thăm bà Phụng luôn. Dạ. Tạm biệt em. Dạ chào chị. Dạ cô ơi. Hả? Cô ơi, con tính á là trong thời gian anh Phong đi cai nghiện, con sẽ về nhà chăm bé với lại ở với mẹ chồng con. Chị là tốt quá rồi. Có mẹ chăm sóc cho con như vậy thì thằng bé nó sẽ vui hơn, đúng không? Dạ. Con chuẩn bị đi chơi với nhóm bạn đó hả? Dạ mẹ. Đi biển nắng nồi thế nào cũng bị đen cho mà coi. Con có mang theo kem chống nắng chưa? Dạ có rồi. Với lại con chỉ tắm biển buổi sáng với buổi chiều thôi à, chứ con không tắm buổi trưa đâu. Thằng Nghĩa có đi chung không? Dạ có. Nhưng mà sáng mai anh mới ra lận mẹ, chứ giờ tối anh còn bận trực. Nè, con gái, đi chơi phải biết giữ gìn nghe chưa? Ba mẹ chưa cho phép vượt rào đâu, ba mẹ còn đang xem xét. Dạ, con biết rồi mà mẹ. Rồi con đi chừng nào về? Dạ, chắc là khoảng chiều tối mai con về à. Thôi, con đi nha mẹ. Bye mẹ nha. Thank you.
chuẩn bị xong chưa con? Dạ xong rồi nè mẹ. Nè, mẹ mới qua bên shop mua 7 cái áo. Cả nhà chúng ta đi chơi mặc đồng phục cho nó đẹp. Vậy luôn hả mẹ? Bố con nè, đi thay đi. Dạ. Trung ơi Trung. Trung ơi. Gì mẹ? Mặc áo vô đi con. Đồng phục. Trời trời. Con tim ngoan ơi, lắng nghe tình yêu gọi mời. Đôi môi xinh ơi, nói đi dù lòng đang bối rối. Con hoài đợi chờ từng dấu yêu trôi qua tầm tay, vẫn nguyên vẹn từng phút ta bên nhau nồng say. Sau đêm chuyên bao hỏi ta rằng đã mơ gì, lang thang trong đêm biến ta trở thành người mất trí. Đường đời còn hoài những đắng cay, ta đâu nào hay muốn quay về để sống yên vui như ngày xưa. Sao có thể biết dòng đời sẽ xoay ta theo hướng nào, trong đêm mù khơi cả mấy răng răng quên mất lối. Vươn lên để sống, để thoát ra xót xa đang vây phủ đời ta. Muốn bên người, muốn yêu người, người hơn. Sao có thể biết lòng người dối gian hay là chân thành, ngu ngơ làm chi để đắng cay thêm.